Cách đây bao lâu? Dạ 7 năm. Lâu quá, không có dấu hiệu sinh sản tiếp sao? Dạ dạ chưa ạ. Triệt sản. Bắt đầu. Tội thằng em của tôi. Năm ngoái thi thách thức danh hài không ai cười. Về buồn không biết làm gì. Mới lấy hình nu của Tiến Luật ra coi rồi ói chết. Tôi có tật hay nhớ nó. Mà mỗi lần nhớ nó là tôi phải lao tấm hình. Mỗi lần nhớ nó là tôi phải lao tấm hình. Mà tại số này nó đen. Lúc hấp hối nằm trong bệnh viện đáng lẽ là cứu được rồi đó chứ. Tự dưng ở đâu trên tivi chiếu cảnh Trường Giang đang tắm. Thằng nhỏ thấy vậy tắt thở chết luôn. Nói tới tôi là chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc trận rồi đây, ai thật là tài giỏi. 60 giây bắt đầu. Thưa chánh án. Mà thôi khỏi thưa. Hả? Mời bị cáo Võ Vũ Trường Giang đứng dậy. Đứng không ạ? Dạ đứng. Xin được giới thiệu với mọi người, đây là thân chủ của tôi. Cảm ơn ông, mời ông ngồi. Mời ông Huỳnh Trấn Thành đứng dậy. Dễ gì thoát được. Lý do gì sao ông kiện thân chủ của tôi? Ông Huỳnh Trấn Thành là thân chủ của tôi, cho nên tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Mời ông ngồi. Trong thời gian tôi suy nghĩ câu trả lời thì mời ông đứng lên lại. Tôi đã có câu trả lời rồi, ông đứng tiếp đi. Thân chủ của tôi kiện ông vì lý do. Tại sao ông biết thân chủ của tôi kỵ số 10 mà ông vẫn đặt tên nhà hàng của ông là 10 khó hả? Mời ông đứng dậy trả lời. Tôi sẽ trả lời thay cho thân chủ của mình. Mời ông ngồi xuống. Lý do là vì thân chủ của tôi bao lô con số 10 mấy ngày mà khó ra, cho nên là tức quá về mở nhà hàng đặt tên là 10 khó cho bỏ ghét vậy thôi. Thử hỏi bà Thu Trang, mở nhà hàng thịt bò lại lấy tên là thích bò, sao ông không kiện mà kiện thân chủ của tôi? Ê ê, nói gì đó? Hiểu không nha, bữa nay khách đông bực mình trong người nha. Quân đã chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc trận rồi đây, bây giờ là tài giỏi. Ủa bà đâu rồi? À bà. Dạ bà ngoài đó đó anh. Ở trong đứng clip á, trong cái hàng. Biết mà, nhưng mà ý là cái clip ở đâu vậy? Dạ. Clip gì? Ờ, trong chè, cái kịch nào á? Chè 3C ạ. À. Quán chè 3C. Không, chung không nhớ trời. Không nhớ, sao nhớ được bao nhiêu kịch rồi. 60 giây của hai em bắt đầu. Theo điều tra lâm sàng thì lý do bà Thu Trang đặt tên nhà hàng của mình là thích bò là bởi vì bà Trang thương chồng mình, cho nên bà ấy đã lấy hình ảnh của chồng mình để đặt tên cho nhà hàng. Tại sao thân chủ của tôi không kiện bà ấy? Là bởi vì thân chủ của tôi biết rõ chánh án ở đây nằm dưới kèo của bà Thu Trang. Về cái vấn đề này tôi xin được mời chánh án đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi. Đề nghị mấy quan nói gì đó? Bất cực. Hiểu không nha, bữa nay khách đông bực mình trong người nha. Mời bảo vệ giữ bà Thu Trang lại. Rồi, chơi nha. Sao tự nhiên bẽn lẽn cái trời. Mắc cỡ. Bây giờ mình làm tiếp tục sau cái khúc hồi nãy nha, đừng làm lại khúc đó mất thời gian. Ờ. Tụi em làm cái khác. Cái khác. Ờ vậy hả? Ờ vậy tốt nữa. Thoải mái lên em sao gì á? Thoải mái diễn mới mắc cười chứ. Rồi, thoải mái lên diễn mới mắc cười nha. Rồi ha. 60 giây bắt đầu. Vệ sinh sạch sẽ tôi hài lòng. Tình hình sinh sản như thế nào? Dạ mới sinh được một lần ạ. Cách đây bao lâu? Dạ 7 năm. Lâu quá, không có dấu hiệu sinh sản tiếp sao? Dạ dạ chưa ạ. Triệt sản. Nhưng mà em ơi, phải em thêm nữa, phải thêm phải nữa. Thêm nữa. Em muốn biết đó là cái con gì? Đúng, đúng, đúng. Tôi đang chờ đó. Ờ, cái con vậy gì à? Triệt sản nó vậy? Phải nói thêm nha. Dạ, vậy bây giờ được 40 triệu. Chưa, từ từ. Tức là cái vụ đó, sinh sản sao? Bao nhiêu đó, gì? Dạ. Bao nhiêu lâu rồi chưa sinh sản lần nữa? Dạ, cái này là lứa mới đó. Ý là mấy năm rồi, từ cái lúc đứa đầu tới giờ là mấy năm rồi mà chưa? Cái loại này là lấy nọc 10 năm rồi mà nó còn chưa có được. Cái loại này lấy nọc, nọc chín. Thôi bây giờ về. Dạ. Cái loại bò làm thịt đi. Hoặc là cái loại bò thì triệt sản đi. Không, này là heo. Hiểu không? Đó, nó là vậy, heo phải cho tao biết nó là cái con gì mà nó không có tóc. Hiểu không? Mình phải nói. Có chơi vòng 100 triệu không? Được cái là hai em, được cái là không dư chữ. Hiểu không? Hài là vậy, dư một chữ cũng không cười.
tiệc sản là cái pub là vô. Không, nhưng mà phải công nhận là cái cô bé này cũng rất là bình tĩnh. Đúng. Cái thái độ của em á, em là nhân vật nha. Anh nói thiệt, khi mà em vào vai em là nhân vật, anh thấy cái điều đó là rất là tốt của em á. Em không có bị cái con người bên ngoài chi phối. Em là một nhân vật, em rất nghiêm túc với cái chuyện em đang làm. Triệt sản, hợp lý, anh Luật đã vô sinh. Bây giờ vậy nè, giờ phân tích nha. Hiện tại là 40 triệu đồng và một tấm vé vào gala, có nghĩa là sẽ xuất hiện trong gala nữa. Nếu bây giờ thi tiếp mà không cười, không có gì hết và không được vào gala. Không, không được vào gala luôn. Tại đâu có tiền đâu được vào gala. Bây giờ lấy 40 triệu sau đó để dành chất xám gala chơi trận nữa, chịu không? Dạ chịu. Hoặc là quy hoàng luôn, 100 triệu ở đây và vô trong kia lấy 150 nữa. Nhét, trời không? Nhét. Còn đồ chơi không? Nếu chơi như luôn. Cái này mà còn đồ chơi nặng, chơi luôn. Vô gala mà cầm 100 triệu vô gala. Dạ không có bị dụ đâu anh. Dừng lại chỗ này. Cái gì? Tôi mà dám triệt sản luôn mà cái gì mà không có làm. Mà khoan, nếu sau cái triệt sản vừa rồi mà tụi anh không cười, còn đồ chơi không? Dạ còn. Còn, nhưng mà cái này cũng mới tập, bởi vậy không có tự tin mấy. Bây giờ vậy nè, là bây giờ dừng phải không? Lấy 40 triệu xong diễn tặng cái còn lại được không? Thôi đừng, thế anh thì được. Để dành vô gala em. Gala thì nó không phải là để dành vô gala, nhưng mà có những cái mảng miếng của mình đó, người ta biết trước, sau này vô gala người ta đoán được, người ta không cười. Thôi vậy thôi bỏ. Giấu. Lại đây, lại bé bé gái lại đây. Hùng gái hả? Bảy. 100 triệu đi, lấy 100 triệu đi để sao? Cho gia đình nhìn lại. 40 triệu đủ nhìn anh. Giỏi. 40 triệu đâu lấy hết được, tôi trong đó 15 triệu không, rồi. Mà em bé gái này may mắn vừa gặp được cái bạn nam này. Anh nói thiệt em là có rất là nhiều cái người trợ diễn cho người ta mà cái phá người ta luôn. Đúng rồi. Dạ, cái thi bạn... chung anh chứ không phải trợ diễn anh. Hả? Thi chung luôn chứ không phải. Ok, trợ... nếu thi chung cũng được. Ý là anh nói là cái người partner của mình. Đây là một cái người partner rất là tốt. Cái bạn nam này cũng cảm nhịp rất là tốt. Bạn không thừa từ, tập trung vô nhân vật. Bạn không có bị cố tình diễn. Bạn cũng là cái người có khả năng trong diễn xuất. Hai bạn kết hợp là quá tốt. Bây giờ về nhà lập tức suy nghĩ 7-8 cái để đêm gala mà nó cũng phải là cái dạng nghiêm túc vậy nè nha. Đúng. Bàn bạc nói chuyện đúng cái phong cách của mình. Tôi dùng cái này là phong cách diễn nha. Nhưng mà nhớ đừng có triệt sản anh chị Trấn Thành nha. Tại vì hai đứa chưa có con lần nào, còn người ta có con rồi thì làm có điều đó được. Trời ơi, gặp tôi chơi vòng 100 triệu liền, vừa mới triệt sản tôi xong mà quay xuống nhìn hai ông nội kia là hai ông nội kia cười liền. Đúng rồi, chỉ cần quay qua nhìn hai. Còn hai con này anh tính sao? Chết liền, chết liền. Không, nói giỡn thôi. Thật ra tụi em đến đây là tụi em rất là vui, tại vì tụi em thích xem những cái loại hài mà nó dùng cái não, dùng trí tuệ để làm cho người ta cười. Về nhà tập tành đàng hoàng và phải làm dư ra, hiểu không?